Xin chào các bạn và bà con nông dân. Hôm nay mình làm clip mình báo giá một số thuốc đầu vụ ha, một số thuốc nhóm cỏ đầu vụ và một số nhóm thuốc có liên quan giai đoạn sau. Mình xin báo giá thì đến bà con nào thấy giá cả hợp lý và thấy cần thì cứ inbox số điện thoại của mình là 0906206165, kết bạn Zalo gọi cho mình ship tới nhà luôn ha. Rồi nếu các bạn bà con nào thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để tạo cái động lực để ủng hộ cái kênh mình. Mình sẽ làm những clip hay hơn và thiết thực hơn nữa. Xin cảm ơn quý bà con ha. Đầu vụ thì mình xài một số loại cỏ, chủ yếu là Sofit và Michel. Hồi Sofit 145.000, Michel là 199 ha, chai 1 lít. Bút là 220 của Tân Thành. Hậu nếp mầm là gồm có Cantanin chai nhỏ 95.000, Platin rẻ hơn chút xíu là 85.000. Ở đây mình nói sơ qua cái nhãn hiệu và mình nói báo giá thôi, mình không có nói chi tiết công dụng của sản phẩm ha. Thì đây có lẽ là những sản phẩm cơ bản nổi tiếng thì ai cũng biết chơi rồi, để tranh thủ thời gian mình còn nhiều sản phẩm khác nữa. Cỏ Cebelo của tập đoàn Corteva ha, Cebelo là mắc nào. Là hậu nếp mầm 545.000 ha các bạn. Một chai nửa lít. 545.000 ha. Hoặc là Novisit cũng tập đoàn Corteva luôn. Đó. Là mắc hơn chút xíu là 550.000 ha. Đó. 550.000. Còn Basagan có chocolate của công ty Bas. Là 148.000. Còn này là cơm cát của lúa vàng 7,55 g, cơm cát từ A đến Z ha các bạn. 12.500 một gói ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay thêm những sản phẩm có liên quan ha. Nhớ tới đâu mình nói tới đó. Này là Lingo chị đau ôm. Lingo chị đau ôm một gói là 44.000 ha. Này Anvin Sinta. Cho Anvin Sinta 1 lít. 247.000. Humic hợp chí 1 kg dạng bột tan hoàn toàn trong nước là 79.000. Còn này Luna là chị lem lép của Bayer, thùng 40 chai. Này hàng xịn nè, chị vô lò phê sạch, vô lò phê dữ lắm luôn, sáng hạt, chị lem lép rất là tốt. Một chai này là 302.000. Còn đây là sâu cắn chẽn ha, sâu keo, đó là chai bơ găng. Nhóm sâu keo, sâu cắn chẽn là chỉ có sâu bơ găng là ok thôi, phê thôi. Đây. Bơ găng ha, sử dụng. Chai này giá là 179.000 ha. Còn đây là Gidomin, dạng lá chín sớm, thúi nhũng. Rất là hay. Của Sinta 1 kg 455.000. Còn này Anchacon cũng có 1 kg luôn. Anchacon là 1 kg 302.000. Đây sâu lá Incipio. NCBO vừa rồi nó tăng giá dữ lắm các bạn. Hôm trước là tôi bán 25.000, còn bây giờ là 27.500 ha. Lên giá hàng bây giờ khan hiếm, lên giá dữ lắm. 27.500 này sâu lá mới của Sinta. Còn Amitatop nó cũng lên giá nữa. Amitatop bây giờ là 289.000 ha. Phila là 125.000. Còn này Latti của Tân Thành á là 93.000.